Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tại phiên tòa xét xử vụ án công ty cổ phần công nghệ Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan, chiều hôm 5 tháng 1 diễn ra phần hỏi đáp giữa luật sư và bị cáo, Trả lời câu hỏi của luật sư về việc công ty Việt Á đã bán hàng cho bao nhiêu đơn vị, đại diện công ty cho biết có hơn 200 đơn vị mua hàng thông qua hình thức đấu thầu và hợp đồng dân sự. Luật sư tiếp tục hỏi về hoạt động của công ty sau khi Phan Quốc Việt bị bắt, đại diện đơn vị nói hiện công ty vẫn hoạt động nhưng gặp khó khăn do thu lợi nhuận ít, không nộp ngân sách nhà nước cũng như không thực hiện đúng chi trả lương cho người lao động. Theo đại diện của công ty Việt Á, lý do là hiện nay công ty đang bị phong tỏa 20 đến 21 tài khoản. Tuy nhiên vẫn chưa nhận được văn bản nào thông báo về việc này. Trong số những tài khoản trên thì có 9 tài khoản liên quan đến vụ án, đại diện công ty Việt Á nói và không đề cập về số tiền trong các tài khoản. Cũng tại phiên tòa, đại diện công ty Việt Á có đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tài khoản không liên quan đến vụ án được gỡ bỏ phong tỏa để công ty duy trì hoạt động, đồng thời yêu cầu các đơn vị thanh toán số tiền hơn 700 tỷ đồng còn nợ cho công ty Việt Á. Trước đó, theo công bố của hội đồng xét xử, số tài sản bị phong tỏa của bị cáo Phan Quốc Việt và tài sản đứng tên người thân của bị cáo này là rất lớn. Cụ thể, Phan Quốc Việt có 3 tài khoản ngân hàng, 55 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 320 tỷ đồng hiện đang bị phong tỏa. Cơ quan điều tra cũng đồng thời phong tỏa 52 sổ tiết kiệm, hơn 140 tỷ đồng đứng tên mẹ Phan Quốc Việt và hai sổ tiết kiệm đứng tên con Phan Quốc Việt trị giá khoảng 20 tỷ đồng. Trả lời hội đồng xét xử về số tiền khủng đứng tên bị cáo và người thân của bị cáo, Phan Quốc Việt cho biết trong thời gian công ty Việt Á hoạt động, bị cáo đã mượn tiền của mẹ để phát triển công ty. Do đó, một phần số tiền trong các sổ tiết kiệm của mẹ bị cáo là bị cáo trả lại, còn số tiền trong tài khoản của con bị cáo là tiền có từ các hoạt động khác nhau. Cũng tại phiên tòa, luật sư Nguyễn Huy Thiệp hỏi bị cáo Phan Quốc Việt để làm rõ về việc bị cáo này gửi tiền cảm ơn 50.000 đô la Mỹ cho bị cáo Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong khi đó, bị cáo Tạc nói rằng bên trong túi quà Việt đưa chỉ có hai tập tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng 100 triệu đồng, cùng một số đồ lạt vặt. Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Việt cho biết, mức quà cảm ơn dựa trên vị trí làm việc và công ty có nguồn lợi nhuận nên chia sẻ cho họ vì có sự đóng góp. Luật sư tiếp tục hỏi về việc bị cáo Việt hỏi bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, bộ khoa học và công nghệ về mức biếu bị cáo tạc. Phan Quốc Việt cho rằng là vì lúc đó chưa biết bị cáo Tạc là người như thế nào và cũng để cho phải, đồng thời cũng không nhớ chính xác lắm về việc này. Theo bị cáo Việt, tiền cảm ơn bị cáo Tạc căn cứ vào vị trí công tác, lợi nhuận của Việt Á và sự đóng góp đồng thời việc cảm ơn này cũng có ba em. Tiếp đó, luật sư Huỳnh Phương Nam hỏi bị cáo Việt trong quá trình điều tra, thì ba lời khai ban đầu bị cáo này đến phòng ông Tạc đưa số tiền 100 triệu đồng, sau đó lại thay đổi là đưa 50.000 đô la Mỹ, tại sao lại như vậy? Bị cáo Việt trả lời rằng, do lúc đầu nghĩ đưa mức nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến bản thân và bị cáo tạc. Theo bị cáo Phan Quốc Việt, bản thân đã rút số tiền khoảng 5 tỷ đồng tại ngân hàng ở Đà Nẵng và đổi sang tiền đô la Mỹ. Sau đó, bị cáo này bay ra Hà Nội đưa cho bị cáo Vũ Đình Hiệp, phó giám đốc công ty Việt Á. Bị cáo Phan Quốc Việt nói tại phiên tòa, Bị cáo Hiệp là trợ lý, tôi di chuyển nhiều, trên người không giữ tiền, thậm chí cầm rất ít, khi nào cần tiền thì Hiệp đưa. Luật sư tiếp tục hỏi về nơi bị cáo Việt đổi tiền, bị cáo này không nhớ nhưng cho biết mình là người gốc ở Đà Nẵng. Theo bị cáo Việt, mặc dù cầm số tiền đô la Mỹ rất lớn để trong vali đi máy bay nhưng không gặp vấn đề gì trong quá trình làm thủ tục tại sân bay. Theo cáo trạng, ngoài đưa tiền cho một số cá nhân thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, bị cáo Phan Quốc Việt và những người thuộc công ty Việt Á còn hối lộ nhiều cán bộ có chức vụ quyền hạn khác tại nhiều tỉnh thành phố để được bán kit test với giá cao. Tổng cộng bị cáo Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ hơn 106 tỷ đồng, qua đó gây thiệt hại 1.235 tỷ đồng.